Alo, xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay mình muốn cho mọi người xem một cái video rất là ý nghĩa mọi người. Thì trước mắt màn hình của chúng ta là hình ảnh của một cái chú đi câu về. Thì câu được thì không may thì cái heo ăn câu mọi người. Thì chú không biết thì chú định trở về nhà. Thì trên đường thì gặp bằng thọ mọi người. Thì bằng thọ có nói với chú này thì cái heo này thì không có được đánh bắt mọi người. Thì cho nên là phải đem ra biển để thả lại. Thì chú này cũng nghe lời thì chở chú cái heo này ra tại biển xã Vinh Mỹ mọi người để thả cá về lại với thiên nhiên. Thì một cái video rất là ý nghĩa mọi người. Thì mình xin mọi người xin mời mọi người xem video của bằng thọ quay lại mọi người cảnh thả cái heo ra làm sao. Thì nếu mọi người coi hay thì cho bạn thọ một like mọi người. À, hiện tại là mình đi trên đường và gặp thì anh ấy là anh cứu được hay là anh bắt được một con heo, nhưng mà mình thấy là heo còn sống cho nên mình và trong một đoàn viên thanh niên nữa là đuổi theo để mà kêu anh đi dừng lại để mà đem cá ra biển ta, và mình đang chờ con cá ra biển, hy vọng là cá sẽ còn sống. Hiện tại đây, đây là đường ra biển Mỹ rồi. Rồi thảo ra đấy. Rồi rồi, anh bông người xuống đi. Rồi. Tại nếu mà anh thả ngay dưới biển dưới kia thì thằng sầu sống sẽ cao lên. Tại anh phải bảo lại để đỡ bảo nó lại cho ba con ngư dân mà vậy á. Sống cả và anh thì tâm niên và tâm mạnh. Bên nhiêu đó này, bên mình được sống không này. Người mặc áo xanh là bằng thọ mọi người, cũng là chủ của cái video. Đó, bới rồi, bới rồi, bới rồi, bới rồi, bới rồi. Thì mọi người có thể coi này, giờ thì thấy cái heo mạnh khỏe với bình thường á. Được rồi, bới rồi. Đó là một cái điều rất ý nghĩa mọi người. Thì người ta thường nói thì cứ vật vật trả ơn ha. Không,
Đó, rất là còn rất là khỏe mọi người. Thì được biết thì Vĩnh Thọ đi trên đường thì tình cờ gặp anh này đi câu mọi người. Đi câu về thì không may là cá heo nó ăn câu. Anh này thì anh cũng không biết là cá heo là loại cá cấm đánh bắt mọi người, không có được khai thác. Thì anh cứ tưởng anh bụng nó về á, thì được bạn Thọ gặp trên đường và kêu anh này là phải chạy ra ngoài biển để thả con cá lại về với thiên nhiên mọi người. Một cái việc rất là ý nghĩa mọi người. À, mọi người nếu thấy video này hay ý nghĩa thì cho Vĩnh Thọ một like nha mọi người. Mấy bạn kia kiếm ra nó rồi. Là gọi điện lên bản công xã điện thống này, điện thống này, điện thống này, điện thống này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.